15 tập truyện đã khép lại êm đẹp, 15 bookmark ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bộ truyện lần này đã có cái kết đầy đủ, không bị cắt xén như bản đời đầu. Truyện chất lượng tốt, ổn định với 5.000 bản mỗi tập. Ngoài ra, tập 1 có tặng random 3 mẫu postcard. Phần Rotto Returns sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 3 sắp tới, rồi sau đó sẽ đến phần Dũng Sĩ Đai. Các bạn hãy cùng May thưởng thức tập 15 của bộ truyện này nhé.